Đây chính là cái nhà cửa bản đồ, và đây là một cái mặt cắt, những cái gì còn sót lại. Có nghĩa người ta nói nếu mà để ghép hết toàn bộ cái này khoảng 2 triệu viên đá nhỏ. Một viên đá là quý vị hồi thấy hồi nãy người ta làm rồi đó. Với 2 triệu viên đá này để làm cái gì? Đây là một bản đồ hầu như nguyên vẹn khu vực Trung Đông, bao gồm bán đảo Sinai, biển chết. Ở đây quý vị thấy biển chết là chỗ nào? Số 3. Đây số 3 biển chết ha. Đây là có nó này, đây xin biển chết ha. Số 5 là Jericho. Jericho là cái nơi đầu tiên không? Như vậy, cái núi Nebo ở bên này này, từ bên này không mua xe ông ấy chị. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã ban cho các người dân. Và cái thời từ cái chỗ này, người Do Thái đến chiếm được vùng này trong 7 ngày. Từ đây bắt đầu di chuyển lên đây. Đây chính là thành siêu cho đây. Các bạn thấy chưa? Chỉ một tàu này, lấy một nèo. Chỗ này cũng nhỏ quá. Phải lên đây nó to hơn, và nơi đây mình được thánh. Rồi, về Jerusalem xong rồi thì cái nơi mà chúng ta tham quan, nơi Chúa Giêsu giáng sinh ở đó. Đúng không ạ? Còn cái chỗ bên này, các quý vị nghĩ bên này chỗ nào? Số 8 này. Sinai. Nếu mà nhìn thấy, ủa, cái này nó khác khác với cái nha. Như vậy, chúng ta phải lật cái bản đồ lại thế này. Đúng không ạ? Như vậy cái bản đồ á, chúng ta đang hướng bên này thì đang chúng ta đang ở phía trên này. Đây là vùng đất của Jordan trên này. Còn vùng đất này là vùng đất của Israel. Và ngay cái ranh giới này, bản đồ Sinai là của Ai Cập. Như vậy, đây là nhà thờ tái hiện lại hầu như toàn bộ và toàn cảnh tất cả vùng đất Trung Đông ngày xưa, bao gồm Jericho, đây chính là sông Jordan, tại trừ đến hồ Galilee đi về. Bên này là vùng đất, toàn vùng đất này là của Jordan, toàn bộ vùng đất này gồm một số dấu tích của bên Israel và còn những người bạn. Can I borrow this? To be able to know the rest. Jerusalem. Đây quý vị này, đây là một Jerusalem khu nhỏ. Còn cái này phóng to ra thì ở xung quanh cái này người ta có những cái tên, và những tên này là những tên phố, tên đường. Đây là thành cổ Jerusalem mà chúng ta sẽ thấy ở đây. Trong này chúng ta thấy những cái đường màu vàng vàng, trắng trắng này chính là những con đường chính. Và hiện tại ngày xưa nó có 8 đường, 8 cái cổng như vậy để vào trong thành cổ. Và khi người ta chúng ta nhìn được như vậy thì đây chính là trục đường chính. Trục đường chính này nối từ đông sang tây. Và hai cái cổng này, hai cái cổng chính của Jerusalem luôn. Trong này quý vị cũng thấy được rằng cuộc sống người ta xây nhà, những căn nhà, những con đường và trục này, trục đường chính thì đây chính là trục đường thương mại và có những vùng cột ở trên này. Như vậy, khi chúng ta nhìn qua được lát cắt của bản đồ này, chúng ta biết được rằng ngày xưa người ta xây dựng như thế nào, nguyên một hệ thống như vậy, nó có đã đầy đủ tất cả các chức năng. Bên này là thuộc về Ai Cập,